anh chơi kèo mà Kai'Sa rồi SJ từ từ anh đánh, anh đánh anh đang chơi kèo mà. Mà thì cái tỷ lệ thắng của con Kai'Sa của anh chắc 90 mấy % hết, cứ 10 trận anh bích là anh thấy hết 8 trận, 8 trên 9 trận là anh win không. Nói giống như tướng tướng tủ vậy. Cậu má vừa lên hết chụp tấm hình kịp và không lòi lòn mà. Cấp 5 rớt nhiều điểm dữ vậy. Đi tắm má hát hai mày bạc luôn á, bãi cướp thiệt. Không thì đúng rồi đâu, mày chắc là phát ao luôn kìa. Khô mày biết shop mà, khổ vậy. Thôi thôi nhưng mà ở dưới mấy thằng dưới nữa. Thằng ngu Nguyễn khóc quá trời. Thằng ngu kết Bishop 1 đánh với Nai 1 biểu sao không gớt. Mấy lồn đủ má đã nói rồi, tạo phòng cho Bishop chơi đủ má mấy lồn Nai cứ vô dặn vãi lồn. Mày lên Bishop rồi nên chơi mình á, chơi mình thì mới gặp mấy Bishop khác. Bây giờ chơi với Nai với lại Răng hoặc là Bon là bị hút đã luôn. Đủ má dặn, dặn vãi lồn dặn nói à, rồi. À nữa. Hút như cô Tết luôn. Ai say game này không win được đâu hả? Trò bình thường, quan trọng là cái cách mình dựng hành cái con tướng thôi, chứ con tướng nào nó cũng không có gọi là yếu lắm đâu, quan trọng là cái cách mình chơi á. À trường cái mặt đèn cho ông Lê sáng chưa? Em top 15 best one week nhưng mà không lên được kim cương 4 là tụi nó bể giò hả? Best one week. Nếu anh không chiên đi gần, nhưng mà cái cách anh đi gần thì cơ bản nhất đây là ví dụ em đi gần không tốt đúng không, nhưng mà em thích đánh gần thì em cứ farm cái dòng gần, rồi nếu mà lên nó có cơ hội gan thì em gan, không thì em cứ bắt về em lên mắt tím, em lúc nào cũng để 75 vàng em mua con mắt tím để kiểm soát ngay cái khúc xong á, xong em farm tiếp rồi level 6 kiếm cái lên nào có cc nhiều dễ răng thì em chụp cái đầu nó. Rồi đã nói rồi, phát tv, phát tv xe bật cánh, mấy anh em bật nhau à. Đổ máu rồi. Năm nay vô địch đúng không? Năm nay em mua vô địch đó. Mình không biết nữa không? Nghe nói là thắng Banshee Shipman thôi. Vô dòng gì là tiến bán kết hả? Hay là đúng ảo tứ luôn kết hả? Đúng vô tứ kết luôn á. Không rồi, tối đá xạo quá, đội hình dễ không, rồi đá ăn 3-1 đá xạo. Nay mai nghe nói đứng ngoài đường pin chửi quá trời chửi luôn hả? Quý ông tài. Bên kia nó mất ngày mai chứ bên đây. Còn bên đây cũng mất hết rồi, đội hình dễ. Bên đây mất mất 3 ông bà bị dính hay đỏ. Mất 3 mất nguyên tiếng giữa. Chưa ad kìa anh Lê lát quên đó, không chừng nào mà anh up game kìa anh sẽ ra anh chat Facebook và anh kết bạn với mấy anh em, đừng có lo anh sao không quên được. Người anh em thiện lành có định làm cái top 3 từ dưới đếm lên không hả? top 3 đừng chết không, giờ này mình là không top 1 thì không, mình mà top 2 không ai dám top 1 hết fan. Hôm nay em boss đánh nhai ghê vậy? Không dấu ghê. Trận hôm nay hay, hôm nay trận 7 giờ hay. Trận 7 giờ căng à. Anh Lê sao không lưu lại video ở bên Nono để cũng có clip hả? À, cái này chắc để anh nhờ mấy chị làm bên Nono Live, tại mấy chị bên đó mới chỉnh được chứ anh là không có chỉnh được. Chỉnh gì cọt á? Chỉnh tắt gì cọt á? Rồi xong rồi up lên Nono hả? Không, là nó lưu trong máy mình rồi mình làm clip. À. Máy anh Lê chưa nhiều ổ cứng, kêu không mua hoài, quên hoài. Chân này còn ổ cứng đi là tắt đi còn. Thầy quỷ đâu anh. Vậy bắt đầu từ mấy mốt đi, 3 tuổi mà mua cái ổ cứng thì anh đánh bên Nono, anh làm thêm cái record, có gì cắt clip cho dễ. Mỗi lần qua bên đó đánh thần lắm kìa. Hào Nguyễn, Nghĩa Mập, Kudo Tâm, Ken Nguyễn rồi về bị nắc há miệng ra nhìn luôn. Nghe tên dễ thương, nghe sang sang. Trung à, không cả à, Trung đang đi làm răng. Ừ, 11. Làm dài đéo cho không? Rồi thì em nhập con nhập chuyển tiền nha. Nhập ừ, 11 tay này quay lần 2 rồi. 11 tay đứng 2 sau rồi. Lên men á. Ừ. Bữa anh nhắn tìm rồi đó. Nhắn lại nó. Gọi nó luôn. 11 tháng 2 hả? Ừ. Gọi lại nó. Này cho hợp đồng á, em kia coi hợp đồng lại đó. Ở đó focus lỗi nha, đó focus là lỗi, phải focus nợ đê nữa. Phải yên tâm cho cái độ nế của mình chứ.
lòn gót để đánh cứng thằng nước lia liền. Gót của xe bóng á, xe bóng hả? Ừ, nó đánh cứng phải lòn cứng thằng nước lia luôn. Rồi đi ra cho mình, trời ơi, quả đó tham mãn quá, đi ra cho mình ăn là được. Ồ, nó báo được hai người luôn. À, top 5 khách đấu được thì thưởng thêm 200 đô la Mỹ nha fan. Ào nha. Kè cũng hơi chưa, giữ hút máu lẹ, hút máu lẹ, hút máu lẹ. Ừ, thì như trong hợp đồng đó như là hay bóng chứ. À, mình sell cái lát, đợi nó combo, mình sell cái lát. Sell chờ nó combo. Mà nó éo combo. Fuck thiệt. Tầm này là phải lên, trước khi game là phải lên chào mọi người. Mình là Linh, rất mong được làm quen với mọi người đồ, cái kiểu chứ. Ngon quá. Coi, mốt mà chim mệt quá, xin ngủ lại, không cho ngủ là không cho ngủ, giận lắm rồi. Thôi mình cho. À, fan hẹn cho fan. Fan hẹn cho fan. Cái gì vậy nó? Fan phải giữ cái đồ lạnh chứ. Xong rồi mình ra đường mình ngủ vô không được. Trời con ngủ mình đồ quá. Trời con gặp ma. Cho con ngủ mình coi gặp ma hả? Đồ fan là quỷ luôn mà ma gì nữa. Nói chung là cho người ta cơ hội sửa sai nè hay gì. Nhiều khi lỡ cô giáo duyên hay là sao, hay là nhạc hơn mình nữa. Bởi em chim hơn nhạc. Ôi, cô giáo mà nhạc hơn mình chắc mình phải dở sách ra mình chỉ cho dài thế cho bớt nhạc quá. Cô nhạc thì đỡ định mày mua muối cho cô ngậm. Em mua cho cô ngậm muối với em. Ừ. Không mày. Nó mày ngậm cô ngậm nước biển về cho cô. Cho cô vài cái kem để cô ngậm cho ngọt chứ. Mình mới tắm kiểu như mình đi tắm biển rồi xong rồi cái kem còn mặn. Mình đâu có tắm lại nước ngọt á, kem mình còn mặn á. Con nhớ thì do mình là đổ tính mua kem thiệt. Tính là mua mấy cái kem mà dạng kem ngoài mini top cho cô. Má hay này làm vậy mất chất quá. Sand bump. Quá đồng á. Cô ngập súng của anh là ok liền. Cảm ơn anh. Mày quá. Ui, vẫn báo được kìa này. Báo phạt. Mình dùng chiêu dở quá. What? Ơi, sau lưng kìa. Cảm ơn hẹn nha. Bộ tôi nó mới đơn, tôi cài ít mặt mếu. Ôi, xin là đâm sao vậy hẹn. Ôi. Con tức lỗi kìa. Ngọt mới có cái ít thôi mà Hiển. Ít mắt mới là vấn đề chứ. Mới có cái ít thôi à. Bado hả? Ơi nó lái kìa. À lái vậy. Bado lái ta. Ôi what the fuck. Mấy hãy nào mít mà. Lái thẳng lên tóc mẹ này thì lái nè. À chứ gì nữa fan đó, bởi vậy đó mình ngu là mình không chịu nha đó. Mình chơi chiêu mình khích mình đưa nét các kiểu mà đó. Đỉnh cao để móc tiền túi của mọi người là nằm ở đây nè. EV 800 mệt quá mà. Chơi hàng em tôi hả cậu? Để em sẽ cậy không à. Chơi hết.
lát sai rồi. Anh phải lát về chứ. Mẹ nó lát lên chỗ xe ông được quy luôn. Sai là lát về báo gì hết là quy rồi. Mình tham quá. Mẹ cầm ba cái tiền không về. Mới nói về là đánh tiếp là được rồi.